Arsenal nguy cơ mất trụ cột ở hàng phòng ngự. Chuỗi 4 chiến thắng liên tiếp của Arsenal ở sân chơi Europa League đã bị chặn đứng sau trận thua bằng nhược 0-2 trước PSV. Ở lượt trận cuối, pháo thủ vẫn cần 3 điểm để chắc chắn có được ngôi đầu, qua đó vào thẳng vòng 1/8. Bên cạnh thất bại về mặt tỷ số, Arsenal còn đón nhận thêm tin xấu về mặt nhân sự. Theo thông tin từ nhà báo Samdis của tờ The Telegraph, trung vệ Gabriel Magalhaes đã đi thẳng vào đường hầm sân vận động với đôi chân khập khiễng sau trận đấu với PSV. Ngôi sao người Brazil được Mikel Arteta tung vào sân ở phút 74 thay thế cho Kylian Tierney. Dù chỉ góp mặt trong ít phút, nhưng hậu vệ này lại gặp vấn đề. Cho đến thời điểm hiện tại, chưa rõ mức độ chấn thương của Gabriel. Mùa giải năm nay, ngôi sao 24 tuổi đóng vai trò trụ cột nơi hệ thống phòng ngự của pháo thủ. Anh cùng với William Saliba là bộ đôi trung vệ số 1 của đội chủ sân Emirates. Trong trường hợp cầu thủ người Brazil không thể ra sân trước Nottingham Forest vào cuối tuần này, Ben White có thể được kéo vào chơi ở vị trí trung vệ cùng với Saliba. Arsenal vượt mặt MU ở một chu kỳ miễn phí. Mùa hè 2022, Julian Tielemans là một trong những mục tiêu hàng đầu của Arsenal. Theo đó, pháo thủ chấp nhận chi ra 25 triệu bảng cho thương vụ này, nhưng Leicester đã từ chối bán ngôi sao của mình. Hợp đồng giữa hai bên chỉ còn thời hạn đến hè 2023 và đội chủ sân King Power vẫn có thể hy vọng giữ chân ngôi sao người Bỉ. Nguồn tin từ The Express đã cho hay, MU đã ngày một xa cơ hội ký Julian Tielemans khi tiền vệ này chuẩn bị cập bến Arsenal vào mùa hè tới đây. Ban đầu pháo thủ còn có thêm sự cạnh tranh từ Juventus, nhưng lão bạc hiện đã chuyển sự chú ý sang Sergei Milinkovic-Savic của Lazio. Cụ thể, Arsenal đã bí mật đàm phán và được cho là đã được thỏa thuận cá nhân với cầu thủ người Bỉ. Họ được cho sẽ ký hợp đồng 4 năm với tiền vệ này ở hè 2023. Với việc Tielemans chuẩn bị tới Arsenal, MU sẽ buộc phải chuyển hướng sang những thương vụ mới. Arsenal theo sát hai chân chạy cánh tiềm năng. Arsenal đã có một kỳ mua sắm hiệu quả trong mùa hè 2022. Các tân binh của Mikel Arteta và nổi bật là Gabriel Jesus đã hòa nhập tốt, góp công lớn giúp cho pháo thủ vượt mặt nhà đương kim vô địch Man City để có được ngôi đầu trên bảng xếp hạng Premier League. Tuy nhiên, để tiếp tục duy trì thành tích đó là điều không hề dễ dàng, nhất là khi đội hình Arsenal còn thiếu chiều sâu. Đội bóng của Arteta phần nào cho thấy sự sa sút về phong độ và thể lực trong thất bại 0-2 trước PSV ở Europa League mới đây. Trong hoàn cảnh đó, đội chủ sân Emirates đã nhắm mua hai ngôi sao chạy cánh là Mikel Murray của Shakhtar Donetsk cùng với Jeremy Pino của Villarreal. Đây cũng là hai cái tên lọt vào tầm ngắm của pháo thủ từ mùa hè. Các báo cáo cho thấy Arsenal sẽ tiếp tục theo dõi họ và không loại trừ một động thái vào tháng riêng. Được biết, cả hai cầu thủ này đều còn trẻ và rất phù hợp với triết lý chuyển nhượng mà giám đốc Edu cùng với các cộng sự đã vạch sẵn. Barca tranh viên ngọc Brazil với Arsenal. Thời gian gần đây đã có những tin đồn cho biết pháo thủ đang dành sự quan tâm đến Danilo, tiền vệ đang chơi thăng hoa trong màu áo Palmeiras khi đã đóng góp đến 7 bàn thắng và 4 kiến tạo sau 52 lần ra sân cho đại diện Brazil. Dù vậy, không dễ để cho Arsenal thành công trong thương vụ này khi Barca cũng tham gia vào cuộc đua giành chữ ký tài năng xứ Samba. Cụ thể, theo nguồn tin của Trang Sport, gã khổng lồ xứ Catalan cũng dành sự quan tâm đến Danilo. Blaugrana xem cầu thủ 21 tuổi là sự tăng cường sức mạnh sáng giá cho tuyến giữa của câu lạc bộ hiện tại. Arsenal chờ đón trung vệ thép với giá hời. Theo tờ Bild của Đức, Arsenal được cho là quan tâm đến việc ký hợp đồng với hậu vệ của Eintracht Frankfurt, Evan Endika, người sẽ hết hợp đồng vào mùa hè. Được biết, đội bóng Bundesliga muốn Endika ở lại câu lạc bộ và họ đề nghị anh một bản hợp đồng mới, nhưng có vẻ ngày càng ít khả năng cầu thủ 23 tuổi sẽ đồng ý. Theo đó, Eintracht Frankfurt được cho sẽ rất hài lòng khi nhận được khoảng 15 triệu euro vào tháng riêng, hơn là mất Endika khi hợp đồng của anh hết hạn vào cuối tháng 6. Hiện tại, pháo thủ đang thiếu một trung vệ thuận chân trái để dự phòng cho Gabriel Magalhaes. Endika thuận chân trái và cũng nhiều kinh nghiệm thi đấu ở châu Âu so với lứa tuổi của mình. Anh sẽ là bản hợp đồng chất lượng với Arsenal vào lúc này và thực tế là pháo thủ đã liên hệ với anh rất nhiều trong quá khứ. Theo các báo cáo, Endika hiện được định giá 28,8 triệu bảng trên Transfermarkt, một con số khá cao so với 4,95 triệu bảng mà Frankfurt đã chi ra để mang anh về. Đối tác định giá mục tiêu của Arsenal cao hơn Anthony. Trong cuộc chia sẻ mới đây, giám đốc thể thao của Shakhtar Donetsk, Carlo Nicolini đã khẳng định rằng Arsenal và Manchester City là hai đội bóng đã đưa Mikel Murray vào tầm ngắm. Dù vậy, để có được chữ ký của Murray, dự kiến The Citizen và pháo thủ sẽ phải bỏ ra một khoản tiền khổng lồ bởi vị giám đốc này đã thừa nhận Shakhtar đánh giá tài năng người Ukraine cao hơn cả Anthony của Madrid. Trao đổi với Calcio Mercato, Nicolini đã cho biết 40 triệu euro có đủ để mua Murray hay không ư? Chúng tôi không đàm phán với những lời đề nghị như vậy, thậm chí 50 triệu euro cũng không thể. Chúng tôi thậm chí không gọi cho chủ tịch
để thông báo về lời đề nghị đó. Chúng tôi đánh giá cao Mori hơn Antony của Manchester United, người có giá 100 triệu euro. Arsenal và Manchester City là hai đội đã thể hiện sự quan tâm đến cầu thủ này, nhưng cũng có những câu lạc bộ khác có thể phá kết ngay lập tức vì Mori. Kế hoạch của Mikel Arteta bị phản đối. Sau trận thua bạc nhược của Arsenal trước PSV vừa qua tại Europa League, huấn luyện viên Mikel Arteta đã thừa nhận ông hoàn toàn không có kế hoạch cho phép các trụ cột nghỉ ngơi dù pháo thủ đang phải thi đấu với mật độ 2 trận một tuần. Song theo quan điểm đến từ Graben Abonlahor, đã đến lúc chiến lược gia người Tây Ban Nha phải xoay tua đội hình, trao đổi với Football Insider. Cựu cầu thủ của Aston Villa đã chia sẻ: "Tôi đã nghe Arteta nói về điều đó, nhưng khi nhìn Arsenal đối đầu với Southampton, rất nhiều cầu thủ trông rất mệt mỏi. Saka, Martinelli, Jesus, Saka hay Odegaard không phải là chính họ. Toàn đội đã không chơi bóng ở đẳng cấp và tốc độ như trước. Tôi nghĩ Arteta phải bắt đầu xoay tua đội hình trong trận đấu tiếp theo của họ ở Premier League bằng cách cho Fabio Vieira, Eddie Nketiah hoặc Marquinhos đá chính. Họ cần phải bắt đầu xoay tua nếu không muốn các cầu thủ bị kiệt sức. Arsenal lẽ ra phải đánh bại Southampton nhưng họ thiếu năng lượng, đặc biệt là trong hiệp 2. Trông họ như không còn sức lực, họ thực sự mệt mỏi." Sau Arsenal được tiến cử thay thế Raphael Varane, chấn thương của Raphael Varane đang khiến đội tuyển Pháp phải lo lắng rất nhiều trong bối cảnh World Cup 2022 đang tới rất gần. Tuy nhiên, cựu ngôi sao của Chelsea, Lerbop đã cho rằng William Saliba sẽ là lựa chọn đáng tin cậy sau những màn trình diễn xuất sắc ở Marseille mùa trước và Arsenal mùa này, Lerbop lên tiếng. Saliba chắc chắn sẽ có mặt trong đội hình tuyển Pháp và nên có mặt trong đội hình xuất phát, đặc biệt là khi Raphael Varane bị dính chấn thương. Cậu ấy đã có thêm 2 đến 3 bước tiến mới kể từ khi trở lại Arsenal từ Marseille mùa này. Presnel Kimpembe bị chấn thương, Varane cũng chấn thương nên sẽ có những hậu vệ khác được cân nhắc, nhưng Saliba là người ổn định nhất ở lúc này. Nếu World Cup diễn ra vào ngày mai, Saliba là trung vệ số 1 của tuyển Pháp đối với tôi. Arteta xác định một cầu thủ không phải để bán. Theo tiết lộ từ Toto Mercato Web dẫn nguồn bởi Cost Offside, phong độ của Wan-Bissaka gần đây đặc biệt gây ấn tượng với huấn luyện viên Mikel Arteta. Cụ thể hơn, nguồn tin này khẳng định Saka trở thành nhân tố không thể thiếu trong kế hoạch của vị thuyền trưởng người Tây Ban Nha. Đồng thời, Arteta cũng xác định tiền vệ này là cầu thủ không phải để bán và sẽ không cân nhắc bất kỳ lời đề nghị nào được gửi đến. Còn nhớ chỉ 3 năm trước, Saka còn đang đứng trước cánh cửa rời khỏi Emirates sau khi bị tước băng đội trưởng dưới thời huấn luyện viên Unai Emery. Còn bây giờ, có thể nói cựu sao Borussia Mönchengladbach đang trên đường trở thành một biểu tượng thực sự của pháo thủ. Trung vệ Arsenal lên tiếng sau khi bị tấn công. Vào ngày hôm qua, theo giờ địa phương, ngôi sao hiện đang được Arsenal cho mượn tại Monza, Pablo Mari, đã trải qua một sự việc kinh hoàng khi bị kẻ cuồng loạn tấn công bằng dao dẫn đến nhập viện. Ngoài trung vệ người Tây Ban Nha, 5 nạn nhân khác cũng bị thương, trong đó có 2 người rơi vào tình trạng nguy kịch và 1 người đã thiệt mạng. Truyền thông Mỹ đưa tin Mari đã trải qua cuộc phẫu thuật trong hôm nay, anh cũng mới lên tiếng sau khi bình ổn lại tâm lý. "Thật may mắn, tôi thậm chí đã nhìn thấy một người chết trước mặt mình, tôi đang đẩy xe đẩy của mình với con tôi trên ghế. Sau đó tôi cảm thấy vô cùng đau đớn ở lưng và có một người đàn ông đã đâm vào cổ một người khác trước mặt tôi." Được biết, hung thủ sau đó đã bị bắt giữ và là một người đàn ông 46 tuổi có vấn đề về tâm thần.